Hai, em chào cả nhà nha. Nay hai vợ chồng em đi đào chuột ấu nướng ăn nha cả nhà. Không có hủ chào nha. Chào cả nhà nha. Hai chồng mình đi đào chuột. Rồi cầm máy sao sao bắt trời. Dựng lên. Dựng lên nha. Một con có không bầu vô cái quá trời thi gớm ngắt ngư luôn. Đào cái con bên đây đi anh. Ừ, ngay chỗ cái rộng nè. Con chuột bự đâu vậy?
ủa ra coi. Qua lũ, lũ cái lũ ngay giò nó kìa, bên kia có cái con gươm kìa. Đập đầu nó cũng được nữa. Rồi. Bên kia nó có cái ấy gươm kìa. Chuột bự không à? Đứng đứng ngược ngược thế rồi. Xình không? Cái con chuột bự này nãy quá. Vậy là hết rồi phải không? Giờ nó bắt chuột cũng lâu nữa. Ta sẽ canh nha Ngư. Ta từ từ ta nắm cái đầu. Cứng khừ. Còn tôi còn không ta? Để cái bên đó có cái hang kìa, cái vo gom kìa. Rồi bỏ con chuột lứa đâu con tiêu rồi. Chuột đó chưa bỏ xong rồi bỏ đi. Nè con chuột lứa nè. Đất đó đó đó. Bây giờ mình không có tiêu, mình để miếng ớt cho nó đừng tan. Đây, này chuột nãy chiều nay chồng lên với hai anh em đi đào nè, đào không có cái này. Được có ba con chuột bự với nãy mới chuột nhỏ vậy đó. Giờ bằm tỏi ớt rồi ha, ớt nước mắm đồ nướng ha cả nhà. Đó. Nướng ăn tỏi. Có lửa than nãy nha, thì bữa nay có hai anh em giữ dịch đó, hai anh em giữ dịch ở đằng này nè, cây nó đem lại thêm mớ khoai lang hùng nữa này nha, đâu được à,
đó, khoai lang đỏ ngon. Rồi thả vô đi, mình vừa nướng chuột vừa nướng khoai lang luôn hay nè. Ừ, con bỏ vô chính giữa đi. Vừa nướng khoai lang vừa nướng chuột luôn. Có lửa than nữa nha. Có hai anh em vô lại góp vui, cũng vui trong đồng mà. Và có mấy anh em lại góp vui cũng vui nha. Có thằng em mới, có thêm thằng em mới nữa, thằng em có thằng em cũ thêm thằng em mới nữa. Bỏ nó ra vậy, lửa than quá trời luôn, khói không? Quá khói rồi, để mình lấy đi cái cục cây rồi lấy cục cây đi. Này dạ. Xa quá. Bươi lửa ra mới được. Bươi lửa ra nè. Chạm luôn. Ừ, bươi lửa ra bớt mới được. Xa quá. Gọt. Bươi xích xích. Thì nãy giờ nên cũng đã nướng xong xuôi trơn cả nhà. Giờ cũng đã chín ha. Nhìn thấy ham thèm không cả nhà? Lúa chín. Đó. Vàng tươi luôn cả nhà. Ô. Ăn không được đủ má tao vô tao cắt lúa đó tao bán không tiền không. Ôi khét luôn rồi. Vàng tươi luôn, ướp nước mắm nhìn thấy nó ngon nha. Trời ơi. Đã quá. Này có mấy nha. Ông bác Út. Ông ngủ không được, ông ra ông bàn lúa thóc à. Đi mất á, của con không ừ. Chứ cũng mất đâu. Ừ. Rồi, thôi giờ đem vô nên mời cả nhà dùng với vợ chồng lên nha, với anh em đó nha. Đây con dĩa khoai lang nướng này nha. Nãy có hai thằng em đang mà thằng em kia nó ngủ rồi sáng thì nó mắc thức sớm nó lùi dịch về với tiếp bà nó. Vậy cho nên là còn thằng à đây nhìn hấp dẫn không nha. Rồi người con rồi nên mời cả nhà nha. Mình mời cả nhà. Ồ dặn thật thơm ngon lắm đó nha. Ừ.
không biết ai bắt chúng con chuột còn ướt máu này ở, ở cái tay đi đập bầm đi đập đào chuột mà không có cái nha. Được có ba con bự. Được có ba con bự nhưng mới chuột nhà chuột chuột gắn nè. Ngon gì đâu. Nãy anh em kia về ngủ không? Ngủ rồi. Cha mẹ nó khó khăn lắm nên là nó xin đi dỗ sớm. Cái này nó chín. Nè, chồng biết gì rồi. Nhớ nãy ăn chuột nướng rồi, bây giờ uống nước trà ăn khoai lang nướng rồi cả nhà. Nãy nó điện mà nó không lên hình, nó ẩm nhỏ rồi. Ai lạ quá. Nó có 8 giờ con ơi. Tối giờ có bình nước trà ngoài ruộng mà có bình nước trà nóng ăn khoai lang nướng rồi thôi. Hay luôn. Đang trời gió lạnh nữa. Hồi đó tao đặt vấn nha, tao có anh ba tao là anh con của dì hai tao đó, ông ngồi nghe, ông hút thuốc cái giò ông dẹp gì nè, tao nấu một bình trà mà ông cứ hớt miếng ra nhà nghe, tao hút thuốc vậy nè, vừa hết tiếng này giống trắng đi khác tôi vô nữa, lạnh chịu không nổi, mà đâu có ngồi ngồi chiếc ghe đâu chứ nước đâu mà lạnh, tại bệnh gì, cái bệnh, cái bệnh gì. Nó muốn cháy hết à. Nó không vậy đi qua vậy nè. Tao nói mày ông ngầu mà nếu mà cỡ 100g thuốc đó là thuốc vắng rồi đó đó. Là ông ngầu nếu mà ngầu tới 10 giờ là gần hết 100g. Không muốn khác luôn à. Nếu này nè chuẩn bị dục thì tới chỗ khác nè. Nó lâu quá hết à. Rồi, thôi giờ nên cũng xin tạm dừng video đây ha nha. Rồi nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video dễ. Bye bye cả nhà. Bye.